Thầy cho con được hỏi khi tâm suy nghĩ hiện lên tâm bất thiện trong 2 đến 3 giây mới nhận ra là tâm bất thiện và diệt trừ suy nghĩ ấy luôn trong 2 3 giây mới nhận ra vậy có phạm điều tà ý không? Xin thưa là tâm nó nhanh lắm. Trong 2 tới 3 giây là đã đủ điều kiện cho một loạt vô số tâm nó đi theo rồi. Ví dụ như tâm tham, trong 2 3 giây đó đã một loạt tâm tham xuất hiện, sanh diệt liên tục. Sân cũng vậy, trong 2 3 giây là đã đủ một loạt cái tâm sân xuất hiện liên tục rồi. Thì quý vị nói là có tạo nghiệp hay không? Đương nhiên là sẽ có tạo nghiệp. Chỉ có những vị thực hành tứ niệm xứ, đó là lý do tại sao mà sư kêu quý vị thực hành tứ niệm xứ, để tâm mình nhạy bén. Khi mà tâm bất thiện vừa sanh khởi là mình biết ngay lập tức nó, chứ không phải chờ một đoạn thời gian sau mình mới phát hiện. Như vậy là mình hạn chế tối đa các cái nghiệp bất thiện, và ngay lập tức mình có sự chuyển hóa nó ngay. Còn mình để vài giây là nó đã tạo nghiệp rồi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, thì khi mà cái tâm nó xuất hiện trong một thời gian ngắn như thế là thứ nhất, cái thứ hai là mình chưa thể hiện ra lời nói hay hành động, thì cũng có nhưng mà nó nhẹ, nó được tính là nghiệp nhẹ. Và cái quan trọng hơn là sau khi mình biết được và mình có sự nỗ lực ngăn ngừa thì cái đó đó mới là cái quan trọng. Thành ra là lời khuyên của sư là chúng ta nên tham gia các khóa thiền tứ niệm xứ, và chúng ta cần phải thực hành thiền một cách thường xuyên, liên tục, miên mật, để làm cho tâm của mình ấy, nó nhạy bén ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Câu hỏi này Đức Hành Tuệ trả lời sư, nhất là sư hoàn toàn đồng ý. Thứ hai là thực sự câu hỏi này, cái phần trả lời Đức nó quá hoàn hảo. Cho nên là nếu quý vị đặt câu hỏi này nè, mình nghe mình chưa có thấm lắm thì mình nghe đi nghe lại, hoặc là nhiều vị có cùng câu hỏi, cái thắc mắc tương tự như vậy, thì mình chịu khó mình nghe lại thôi. Tại sao mình sẽ nhấn mạnh vấn đề nghe lại? Tại vì đôi khi á, mình nghe một cách hời hợt á, mình nghĩ là quý sư nói nó có vẻ đơn giản quá, nhưng mà thật sự trong chỏng nó chứa đựng nhiều cái vấn đề mà nó giải quyết cho mình được rốt ráo, thì bị rốt ráo ngay trong hiện tại, rốt ráo trong cái vấn đề giải quyết sinh tử của mình, chứ không phải đơn thuần đâu đó. Tại vì quý sư nói là quý sư đều á, hướng đến cho quý vị á, giải quyết rốt ráo, thứ nhất là hiện tại và sinh tử đó. Cho nên là tại sao quý sư lại khi bản đơn sư lại nhắc đi nhắc lại những cái câu mà đôi khi trả lời nó ngắn gọn, mà sư không được, bản thân sư đã trả lời xong rồi, sư không có cần bổ sung thêm gì hết trơn á, không? Vì sao? Bởi vì câu hỏi nó quá, nó nhất là nó đầy đủ, nó trọn vẹn rồi, không? Và nó chứa đựng nhiều cái yếu tố trong trọng mà chỉ cần nghe đi nghe lại và thực hành thì mang lại hiệu quả như vậy thôi. Tại vì nếu mà sư nói thêm thì nó lan man đó, nên xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.